Nhìn hấp dẫn quá. Món này ăn bánh mì là đúng điệu luôn. Bây giờ là mẹ mình đã nấu xong cái nồi pate nè các bạn. Thì món này thường là nhà mình ăn với bánh mì. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Bò Bếp của tụi mình nha các bạn. Thì chiều hôm nay anh em mình có làm con gà. Thì gà này anh em mình làm sạch rồi, bây giờ sẽ chặt nhỏ ra để chuẩn bị tối nay cho mẹ mình nấu món pate. Thì con gà này là con gà trống thôi các bạn, nó cũng không có già lắm, mà con này chắc phải 2 kg mấy. Nấu pate là vừa ngon luôn. Đây là nguyên cái con gà trống luôn. Con này nó tơ rồi, nó cũng không tơ mà dài, cũng chưa già thế ha. Vừa đủ 2 kg mấy. Làm sạch hết rồi. Con gà này mập lắm luôn á. Làm nó mà uống nguyên miếng nhìn đã ghê chưa. Gà này là gà ta luôn các bạn, ở ngoài vườn mình mới vừa bắt vô làm. Cái đùi hết sảy, để nguyên cái đùi luôn hay sao ta? Chặt cho nó để nguyên, chặt đi nó. Thường thì nó bẹt tay để cục tương đối chứ đâu nó. Ai biết, tỉ chứ là. Cứ chặt sao mà nó rớt xuống đất cổng là chạy không kịp với mấy con chó rồi tới. Gà quá trời hệt luôn. Ủa cái này hồi mình nấu nồi áp suất hay là? Thôi nấu thì luôn, gà mình quay 3 lấy gà tơ mà đúng không? Cũng tơ. Ủa con thấy mẹ rắc cái gì vô hả mẹ? Ủa không phải. Chưa. Em hành tỏi nhiễm đi tiếp. Gần 2 kg mà con gà bự lắm à. Mấy muỗng đường nè, 3 muỗng. 4 muỗng đường. Tại gà bự nè. Con gà này ngon hết sảy luôn. Ủa được có ba tê không mẹ? Có ba tê nè. 3 muỗng hạt nêm đi. Dạ. Nửa muỗng muối, nửa muỗng muối nữa ha. 3 muỗng đường, 3 muỗng hạt nêm, nửa muỗng muối. Cái món pate này con chưa biết nấu luôn nè. Rồi, nửa muỗng cà phê bột ngọt, cho tự vì ba ăn mà phải nêm bột ngọt chứ không thôi mình ăn không mà phải nêm. Dạ. Rồi pate được không? Con bỏ hũ pate này vô luôn nha. Thường thường mẹ phải lấy bao mẹ phải bóp vô kìa. Nó mới vừa. Vì tiếp nó vẫn miệt mài nó băm hành tỏi. Sự nghiệp băm hành tỏi tiếp sắp xong. Hành tỏi băm xong mình bỏ vô nồi luôn hả mẹ? Hành tỏi này nè. Cho vô nồi luôn hả? Cho bao tử vô luôn nha. À, quăng luôn hả? Mề vô chứ, vậy. Mề gan vô luôn. Bữa ăn sáng con bị chết á. Nó đang đau lòng lắm á. Đau. Mình bóp cho cái pate đều lên nè. Ai nó đang hỏi tay vô bóp được vậy? Trời ơi, con bóp nhẹ nhẹ thôi, con cạnh xương chứ ai biết con ngại đó con trộn vậy đó. Chứ bóp cái gì? Nó vậy. Ôi mẹ lại chạy lắm thì mẹ quên bỏ muối gì vô ngâm lắm nè. Nắm con cô nè, nắm nó hương. À, làm sốt cà chua gì cũng nhanh rồi mẹ. Đây
lấy cho mẹ 3-4 cái ớt bỏ vô đây con Biên, bỏ vô cà chua để sao luôn con Biên. Bỏ liền 4-5 trái gì vậy. Bốn cái nha. Cái cái gì vậy? Đó, loại là cá gì vậy? Cái con cá dưới là lên ăn cài hơn, em hay không nói ý kiến. Đây là cái phần sốt cà chua mẹ mình đang làm nè các bạn. Thì cà chua lúc nãy xay chung với ớt. Lúc nãy mẹ nói là đáng lẽ bỏ thêm đường mà mẹ không bỏ mẹ. À mẹ ớt đường rồi đó. Nó dấm vô thì nó lên cái màu đẹp hơn. Cũng muốn canh rồi đó. À, giờ quậy cho nó sệt sệt lại xong rồi cho vô gà nữa ha. Vậy đi nhắm cà rốt chưa ta? Rồi thì bắt gà lên, ướp gà nãy giờ được nửa tiếng rồi. Bắt lên, khi chưa bỏ vô hả? Chưa. Sao nãy giờ chưa bỏ? Con tính chờ bỏ chung với sốt cà chua luôn. Đâu chưa? Không, sai rồi, đủ rồi đó. Con làm cho nó khô, nó săn lại. Đổ sốt cà chua vô. Tạm biệt. Ủa làm cho nó săn rồi luôn hả mẹ? Ừ, cho nó săn lại nó bỏ sốt cà chua vô. Ừ. Ừ, cái làm biến bỏ vô nồi ăn trước mặt con trắng cái nồi này con lộn xộn. Cái này nếu mà nấu không thì biết chứ nó cả tiếng chứ nó mềm hả? Hả? Con gà này nè. Sao? Nấu cả tiếng hồi nó mềm hả? À biết rồi. Ừ, cả tiếng hồi vậy à? Không, con gà này nhìn cũng tơ lắm á. Vậy thì giờ mình làm tiếng đồng hồ cũng được mà. À, nó có cái gì kém. Rồi, vậy rồi sao nó nóng nóng vậy, mình bỏ như vậy, mình bỏ sức cà chua vô nè. Bỏ hết vô nè. Ồ, đẹp quá. Vì cho nước dừa luôn hả mẹ? Không, cho chút xíu đi, nó thấm cà chua, nó cho nước dừa từng công đoạn. Chứ tôi làm một lượt nó sẽ bị lỏng cái gia vị đi. Ê, tí nó lột, phải tay thấy hao rồi đó. Chín mới hao, chưa chín thì không hao. Ủa bỏ nước dừa là mình nấu luôn hả mẹ? Chút nữa rồi. Cái này chắc hai trái dừa luôn mà cái bịch này nhiều quá. Mình hầm trên pate trong cái nồi này luôn hả? Đâu có sang nồi đó thôi nè. Chà, hầm luôn ha. Hấp dẫn quá. Phải chiên nước không? Có thấy nước ngập rồi mà mẹ. Coi tại chút mình còn đổ luôn, có nhiều lắm mà. Trong khi mình hầm nó còn cạn nước nữa. Nấu này nó cạn chứ đâu phải như đòi áp suất đâu. Thì đổ chiên nước hả? Chiên nước rồi chứ, để mày nóng nước sao. Chà, mấy cái khoai tây lãng mẵn này lột có thời gian dữ nha. Món này thật sự mình cũng không cần phải nấu 100% nước dừa. Tại vì gà nó đã ngọt quá rồi. Thịt gà nó đã đậm đà. Đây là mình còn khoai tây, xúc xích, nấm đông cô. Là xong rồi. Chờ gà chín nó cứ bỏ vô từ từ xong. À, cà rốt nó chín. Cà rốt nữa. Ủa sao cái củ cà rốt nó lại có một cái đường chính giữa ngộ đó.
đóng một cái giữa với cái tim cái gì đó. Không biết để củ cà rốt cho nóng đâu. Ủa, không có dầu hả mày? Không, để gọi áp dầu, không có chiên đồ dầu. Ủa, làm hết xúc xích hả bị tiếp? Có vẻ ít ta 8 cây gì đó à? 10 cây mà. À, 1 cây vậy áp chảo xong bỏ vô nồi luôn ha, để riêng. Không, không. Chừng nào xào thịt già xong mới bỏ vô. Cái đó bỏ vô giờ. Mình làm sẵn thôi. Thơm quá ta. Giống như xúc xích nướng. Thơm quá, xúc xích áp chảo ra không á. Khoai tây nhìn như trứng gà. Nó nhỏ không? Cái khoai tây này tôi cũng áp chảo cái một là lý do là để cho khi tôi nấu nó không có bị bể ra. À. À, nó thì đương nhiên nó thơm hơn rồi đó, nhưng mà lại cái mục đích là nó không bể đó ta. Cái lý do là vậy, nó không thôi tôi nấu nó sẽ bị bể. Bởi vì cái nấu mà thơm chứ. Rồi mình chuẩn bị xong rồi. Để vào góc bệnh. Mình bỏ vô mình nấu luộc thôi. Cái này mình thêm nấm khác luôn mà. Hả? Cái này mình xào mình thêm mấy cái loại nấm khác được không ta? Đây là có nấu nấm hương chứ thêm nấm gì. Ủa chứ không phải nấm đông cô hả mà? Nấm đông cô nó không ngon bằng nấm hương. Mẹ đang xào nấm hương hả? Nấm hương nó thơm hơn, nó ngon hơn. Nhà mình xài nấm hương không à? Mà sao con ấy hai loại giống y nhau ta? Y như nhau nhưng mà khi ăn nó khác nhau. Nó đồng, mình nhìn mình không phân biệt được, nhưng mà có hai thứ không phân biệt được liền luôn. Cái mùi hả mà? Nó thơm hơn. Như nãy giờ con tưởng là nấm đông cô không á. Để sơ sơ vậy thôi. Cho cà rốt vô luôn hả mày? Thì sẵn bỏ vô luôn. Tại vì chút nấm với cà rốt mình cho vô một lượt. Còn nấm hơn quá. Còn xúc xích với bỏ nấm với cà rốt cho trước. Để chừng nào nấm với cà rốt chín là cứ bỏ cái kia vô là nhà là cuối cùng. Tại vì này cà rốt nó chưa chín nè, nấm thì cũng chưa chín. Cho nên mình bỏ cái này à, mình bỏ vô khoảng bao lâu mình bỏ tiếp cái kia vô nè. Chắc cũng phải khoảng chừng 5 phút. 5 phút sau là mình bỏ hết cái kia vô là mình ăn được hả? Ừ, mình bỏ nó dưới luôn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp tục vào khoai tây với xúc xích vô là xong hả ta? Tay trước là con xúc xích theo bốn phần. Ôi, quá dữ. Để bỏ xúc xích theo con. Nồi bạch tê luôn. Vậy là mình chờ chút xíu nữa mình muốn ra nè. Bỏ vô chờ chờ cho nó nóng lên đi chị. Để nó chưa nóng. Cái tay chị nó nóng lên đó. Hết sức hấp dẫn. Con. Thì những cái nằm là tính phi, có mỗi cái hành tây nó không phi luôn. Phi bỏ sẵn rồi, ok. Nắm vừa đất vô bao nội dưới rồi, mẹ nhổ tóc luôn. Nắm mới nha, bóp bóp cho nó. Không chưa? Rồi, cái nồi à. Với điệu đà nữa dài lắp ớt bỏ lên trên nữa. Nó đẹp. Nhìn hấp dẫn quá. Món này ăn bánh mì là đúng điệu luôn. Như vậy là mẹ mình đã nấu xong cái nồi pate nè các bạn. Thì món này thường là nhà mình ăn với bánh mì. Múc một tô cho đầy đặn hoành tráng, ăn với hai ổ bánh mì. À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của tụi mình nha các bạn. À, nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy giúp tụi mình share video này để cho mọi người cùng xem nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của tụi mình. Theo mẹ mình đang biết à. Thích xe xuống.